Thưa, thế thì cái mà để mà trở lại cái chuyện mà đang dang dở giữa cái câu chuyện mà Donald Trump định gặp chú Ủn hay là trước đó nữa Nam Bắc Hàn định gặp nhau mới gì đó, người ta Ở bàn nhau Singapore nhỉ. vòng tới lúc mà cái tại Singapore vân vân đó, thì rồi người ta cũng lại bàn tới rằng thì là có thể là phải cho ông Donald ông Trump với lại chú Ủn lãnh giải Nobel Hòa bình, hai người lãnh chung, làm cho mình lại nhớ lại rằng thì là hồi Lê Đức Với lại Thọ cái sinh dây này Kissinger là cũng lại có một cái giải Nobel Hòa bình. Thế thì nhân đây nói về cái Nobel Hòa bình. hình như ông Lê Đức Thọ ông không À nhầm. vâng vâng thưa anh, đây là cái câu chuyện là cái thái độ của nhà cầm quyền Việt Nam cái hồi đó đó, mình mới mấy người này mới nói rằng thì là chắc là Kissinger thì nó đi nhận, nhưng mà còn Lê Đức Thọ đó thì là Bộ Chính trị nó cấm không cho đi nhận. Thành ra đó đặt cái vấn đề nó thấp quá, phải không ạ? Dạ vâng. Lê Đức Thọ là một trong những các cái ở trong Bộ Chính trị Tổng Bí thư hay là một cái chức vị lớn như vậy, đâu có phải rằng thì là cần cái số tiền này, cần cái vinh quang này để mà đi nhận cái giải Nobel Hòa bình, phải không Dạ ạ? vâng. Nhà cầm quyền Việt Nam lúc bấy giờ nó nói rằng thì là thằng Kissinger nó là một đại diện cho cái thế lực xâm lược Việt Nam, còn tao đảng của tao là người giải phóng dân tộc, tại sao mày lại xếp hai người vào cùng với nhau, Dạ phải không đúng, ạ? Đấy mới là, và cái giải Nobel Hòa bình đó được gác lại và nó đánh dấu một cái vết nhơ của cái Nobel Hòa bình. Và quả tình bây giờ mình cũng thấy bà Aung San Suu Kyi cũng lại được cái Nobel Hòa bình, rồi đằng sau thì là người Mỹ cơ, bà Hillary cũng ra, rồi thì là ôm lấy ôm bà về này mới này lại gì đó, rồi thì là ở đằng sau thì nó thối như cứt, nó đàn áp người, nó tiêu diệt Phật giáo, nó cũng lại là một sự thanh toán nội bộ. Thành ra thế giới này nó yêu nó thương thì nó ban phép lành cho, phải không ạ? Nó ban phép lành cho, nó giống như vâng Đức Giáo Hoàng mà dạ sì cula sì quy lô, rồi thì là vâng dạy nước phép mới gì, nó dạ ban phép lành cho. Còn thì nếu không đó, mày đi ngược lại tao dạ thì mày là thằng khủng bố. vâng bác Cường nói tôi lần đầu tiên thưa quý khán giả tôi gặp người đã cùng một cái ý nghĩ với tôi. Từ xưa nay khi nói về cái giải Nobel Hòa bình nhé, tôi cãi nhau rất nhiều người, họ cứ nói là cái thằng Việt Cộng, xin lỗi quý vị tôi dùng chữ nguyên văn của họ đây, nó đâu có muốn hòa bình đâu, bằng chứng là Lê Đức Thọ không có nhận giải Nobel Hòa bình đấy. Thế nhưng bây giờ bữa nay bác Cường nói đúng theo cái ý của tôi, chúng tôi không cần những cái hình thức hãm danh như vậy, bởi vì cái công việc chúng tôi làm là chúng tôi đi tìm sự thống nhất cho đất nước. Chúng tôi không có phải đi ai tạo ra cái này mà vậy chứ, tôi đâu có tạo ra đâu mà tôi phải đi tìm hòa bình. Cái người nào cái buộc thì người đã gỡ. Thằng Mỹ nó buộc chiến tranh thì chúng tôi phải bắt buộc chiến tranh. Và chúng tôi thống nhất đất nước thì đó cái bổn phận của những người Việt Nam yêu nước chúng tôi đã làm, và chúng tôi không có nhận cái giải của quý vị. Cái này chỉ là hình thức. Đấy. Và bây giờ nói không lý tiếng Mỹ nó gọi là xin lỗi bác, xin lỗi quý khán giả, nó bu triệt à, thấy không? Đấy, ông Lê Đức Thọ từ chối không nhận là bởi vì tôi là người Việt Nam yêu nước và tôi thống nhất đất nước, chứ tôi không có phải là đi làm cái công việc hòa bình. Cái công việc hòa bình là cái anh Mỹ, nhưng mà thật sự ai cũng biết ông chỉ là một hình thức để mà rút Mỹ được rút quân một cách danh dự thôi, chứ thật sự rằng đâu có phải là người Mỹ đó muốn hòa bình đâu. Anh không, anh muốn hòa bình thì làm sao anh tạo chiến tranh năm 1956 được? Đáng nhẽ hòa bình từ năm 1956 Thưa, thành ra được cơ cái cái giải Nobel Hòa bình đó mà. bị trả về, hãy còn bị nằm ở trong cái thư viện
của cái Thụy Điển, của nhà của cái hoàng gia Thụy Điển đó. Dạ vâng, và nó đánh dấu một cái khẳng khái, một cái nhìn xuyên suốt của cái dân tộc Việt Nam. Vâng. À, không ạ? Vâng. Mày đừng cao ngạo, bảo mày nhân danh cái gì mà mày cho tao, đúng không ạ? Vâng. À, thành ra cái trật tự thế giới, cái trật tự thế giới, nhà cầm quyền Việt Nam đã bằng cái máu xương của mình, dạ vâng, và lòng yêu nước của mấy chục triệu dân Việt Nam mà đã trả cái danh dự của mình, trả cái nền độc lập của mình, trả giá cái nền độc lập của mình bằng máu và xương và nước mắt. Thế thì thưa, cái câu chuyện nó bên cạnh đó thì nó lại có một cái nó lại có cái mình mới thấy rằng thì là cái ông vâng đúng cái giải Nobel hòa bình thì nó đại khái như vậy, nhưng mà nó có một chi tiết này. Thưa, cái lúc mà cái cuộc chiến nó đương tàn khốc đó, và nước Mỹ ông Nixon thì đương muốn để mà có đi ra ứng cử, vâng, để mà tuyên bố rằng thì là hòa bình đã ở trong tầm tay, vâng, hòa bình đã lẽ đã ló dạng, yeah, ở dưới cho, thế mà nhà cầm quyền Việt Nam thì nó nhất định nó không chịu đi họp hội nghị, yeah, vâng. Cho nên ông mới ném bom 12 ngày đêm, 12 ngày đêm Hà Nội. Thế thì cộng sản Việt Nam thì nó thấy rằng nó bảo một cái thằng liều như thế này, không? Nó điên dại như thế này, một cái dân tộc mà nó dám chấp nhận cái độc ác thế này, mà mình cũng lại là một dân tộc nhỏ, mà mình dại, mình chiêu tức nó quá, thì đã nhiều lần nó có những các cái chủ trương ném bom nguyên tử vân vân. Cho nên nhà cầm quyền Việt Nam đó đành trở lại hội nghị. Lúc bây giờ thì thưa tôi ở trong cái phái đoàn báo chí ở Paris đó, bên cạnh cái hội nghị Paris đó. Thì lúc bây giờ hai phái đoàn sau khi đã không chịu họp, bây giờ hai phái đoàn gặp nhau, phải không ạ? Bây giờ để đi trở lại bàn hội nghị ngồi đó theo yêu cầu của Mỹ sau khi ném bom. Thì một cái sự kiện này nó xảy ra trước mặt tất cả thế giới. Hai phái đoàn bắt tay nhau. Dạ. Ông Xuân Thủy, trưởng phái đoàn Việt Nam đó, Bộ trưởng Xuân Thủy lúc bây giờ, dạ vâng, đúng rồi, trưởng phái đoàn Việt Nam đó, ông ấy lấy cái khăn tay trắng, ông ấy lau cái tay mà đã bắt tay cái phái đoàn Mỹ, ông ấy ném xuống đất. Trước con mắt của tất cả mọi người. Bác có đi tham dự hội nghị Paris mà. Vâng, tôi là trong cái phái đoàn báo chí thôi, ở bên cạnh hội nghị Paris chứ. Dạ. Phái đoàn báo chí thì nó mới biết nhiều. Dạ, chứ vâng. Còn thì ở trong cái hội nghị đó thì cũng chỉ nằm ở trong hình thức của mình đó. Thế thì mình mới thấy rằng đấy mới là cái mà nó mang một cái thông điệp. Nó đánh giá một cái thông điệp anh hùng không thể tưởng tượng được. Ở Paris đó, ở cái hội nghị đó, cái hồi đó, mà mình mới thấy rằng tôi không biết tôi nói cái này nó có quá suy diễn không. Tôi thấy cái phái đoàn của cộng sản Việt Nam đó, yeah, từ bà ngục và rồi phái đoàn của mặt trận giải phóng miền Nam, chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam đó, phái đoàn đó, bà Nguyễn Thị Bình đó, mới lại bà Nguyễn Thị Đệ, bà Định đó, là Bộ Tư lệnh, là bà Nguyễn Thị Bình bái quàng cái khăn rằng của người nông dân, của miền Tây Nam Bộ. Thành ra đó, tôi thấy lúc bây giờ tôi cũng không có thân gì cả, nhưng mà tôi cũng hơi ngạc nhiên là tôi thấy cái nhà báo Lê Phan đó, lúc bây giờ cũng đi dự hội nghị đó. Thì bà ông Nguyễn Mạnh Hùng đấy, thì bà ông này đó, thì bà này con ông Phan Huy Quát mà bà học về báo chí và đi trước rồi.
thì bà ấy về bà ấy cũng chơi luôn một cái áo cánh. À, thành ra đó, à, tôi thấy rằng thì là trước cái con mắt của quốc tế và cái ảnh hưởng nó nghĩa là nó quá mạnh của cái hình ảnh Việt Nam và phụ nữ Việt Nam. À, phụ nữ Việt Nam mà đến nỗi bà Lê Phan cũng thay vì các cái jeep giết hay là thay vì áo dài Việt Nam thì bà không áo dài Việt Nam nhưng mà à, lúc bây giờ là bà mặc cái áo cánh của dân phụ nữ miền Trung cộng với cái quần đen quần lãnh thành đen. Ra à, tôi chỉ thấy cái áo cánh đó thì không biết là đây có phải là suy diễn của tôi do không cái bác sự... lúc đó thì em thì lúc đó em cũng hay còn nhỏ thì ở ra ngoài cái quán nhà sách Đồng Nai mấy ông tổng phát hành báo chí là song song là của tư nhân, song song với lại nhà nước là nhà tổng phát hành Thống Nhất, thì mấy ông nói chuyện ông bảo cái con mẹ Lê Phan này đó, nó cái đóng kịch ấy. Mà nhưng mà tại sao kịch cỡm như vậy phải phải bắt chiếc cái con mẹ Nguyễn Thị Bình để mặc cái áo cánh thì xin lỗi quý khán giả, mấy ông nhà báo hay nói con mẹ này con mẹ kia, cái thằng này thằng kia, cái chuyện nào ở bên cái quán cà phê tôi chỉ lặp lại theo đúng cái tinh thần mà nghĩa là người cà phê ngồi với nhau thôi, đó là cái ngôn ngữ của cà phê chứ không phải là cái một hình thức của văn hóa mình thôi chứ không gì hết. Thì đó thì thưa bác, có thể là cái sự suy diễn của bác đúng như là những cái, mấy ông nhà báo cũng đã nghĩ như vậy rồi. Thì tại sao lại phải đi bắt chiếc người ta là cái điều để cho khi bà Nguyễn Thị Bình thì ai cũng biết bà Nguyễn Thị Bình là bộ trưởng ngoại giao của bên cái mặt trận thống nhất giải cách mạng giải phóng miền Nam. Thì cái chuyện đó là cái hình ảnh của người dân như bà Nguyễn Thị Định này, thiếu tướng Nguyễn Thị Định, hoặc là đứng là hình ảnh của những người kháng chiến, nữ kháng chiến quân Nam Bộ, và nói chung kể cả ông Hoàng Cơ Minh, bác thấy không, đi bên Nhật về cũng lại qua cái khăn quàng như vậy. Thành ra đấy cái mặt trận Việt Tân thống tiền thân của mặt trận Việt Tân nó thống nhất Việt Nam đó, mặt trận đấy, đấy. Lúc bây giờ mà Nguyễn Xuân Nghĩa, Xuân Nghĩa rồi đấy. Trần Xuân Ninh ở trong cái mặt trận đó. Thành ra nó mang lên một cái ấn tượng mà mình nhìn thấy rằng thì là nó mang tới những các cái dấu vết, những các cái legacy mà nó ảnh hưởng tới cả tâm lý quần chúng luôn, cả một cái giai đoạn lịch sử. Dạ, vâng. Ở nơi đó nó óng ánh lên. Nó là những các cái lúc mà nó ở trên sân khấu, những cái spotlight. Nó đẹp như vậy, nó đấy. Gây một cái ấn tượng. Thế đâu cần phải là ngụy hay là không ngụy, cái tại sao ông Hoàng Cơ Minh ông quấn cái khăn rằn là tại vì hình ảnh biểu tượng của Bác Hồ, hình ảnh biểu tượng của những người cộng sản kháng chiến lúc đó bây giờ quấn cái khăn rằn, thì những cái khăn rằn nó biểu tượng rất lớn cho cả một cái tinh thần và cả một ý chí của cả một dân tộc để đánh đuổi được ngoại xâm Pháp. Thành ra vậy bà Lê Phan này cũng bà là cái thứ gì, lúc đó bà cũng chỉ là một cái nhà báo bình thường đấy, lại cũng lại bắt chiếc này đến đây lúc đó chưa chắc bà đã lấy ông lúc đó thì chưa lấy sĩ. Vâng, thành vâng, ra là trong bà này đó phải là Phan Lam Hương. Phan Lam Hương dạ. Con ông Phan Huy Quát, con dạ. Thủ tướng Phan Huy Quát. Okay. Vâng, thì thưa quý khán giả, lâu lâu nói lại cái những cái chuyện cũ, nhiều khi tôi cũng quên nữa. Thế nhưng mà nhờ bác Cường nhắc lại nhà lại trực nhớ lại, hồi tưởng lại những cái chuyện này. Vâng, thì mà mình càng hồi tưởng lại thì mình lại càng thấy thâm thía, mình càng thấy thương cho những sự hy sinh của những cái lãnh đạo lúc đó. Phải nói rằng cái thời kỳ ông Hồ Chí Minh á, ông đã sử dụng cái nhân lực rất là hay. Chỉ có 5 người mà từ Trung Quốc 1944 xâm nhập trở về lại Việt Nam để thành lập cái Việt Nam Đồng Minh Hội. Lúc đó là cho tới khi bây giờ thành thống nhất đất nước, ông đã sử dụng người rất là chính xác. Ngay cả trong Nam đó, ông là người chỉ định bà Nguyễn Thị Bình làm ấy. Lúc đó thì chưa có kiểu một quốc hội như bây giờ. Quốc hội thì bây giờ mới lại bầu bán, hay là bộ chính trị mới bầu bán người. Lúc đó Bác Hồ là nhắm người nào được là Bác Hồ chỉ định, ấy anh làm cái này, chị làm cái này, chú làm cái này. Và người nào ông chỉ định ra đều hoàn tất cái nhiệm vụ rất là xuất sắc. Và xuất sắc nhất là tôi thấy rằng á, cái từ chối, như bác nói lúc nãy, không nhận giải Nobel Hòa Bình là một cái tát tay vào mặt Liên Hiệp Quốc.
mà có anh nào mà được trao giải mà không không nhận đâu, anh nào cũng hí hửng mặt mày phè phỡn lên, chạy lên xum xoe mặc đồ vét chạy lên giống y chang những cái hội đoàn ở mình bây giờ đây này. Được bà dân anh Nguyễn này là ông Bùi Thế Phát mà gọi lên để trao một cái bằng cái này kia đó, ui giời ơi sung sướng lắm, hãnh diện lắm. Tôi thì vứt đầy ngoài sân đi cái bữa hôm nọ còn mang ra thùng rác vứt đi, dọn dẹp nhà cửa vứt đi hết. Tôi gọi thằng đàn em tôi, thằng Thuận á, Biển Đồng Quân cho hết đấy, cờ quạt này kia đấy, cờ Việt Nam Cộng Hòa gì đó kia. Rồi ăn xin Biển Đồng Quân tôi cho hết, không còn giữ một cái gì trong nhà hết, những cái gì nó tẩy sạch cho tẩy đi hết luôn. Tại những với cho mình cái bằng nó lấy làm cái gì? Tôi đi nhận dùng cho VOV nè, Đỗ Sơn nó cũng đâu tham nhận đâu. Nó bảo, ê ông Hùng, ông rảnh, ông tới lấy dùng cái bằng của VOV. Có nhiều người đó thì được gọi lên lấy bằng, mặt mày hứ hưởng lên. Còn những người đó thì như Đỗ Sơn nó không tham nhận. Đỗ Sơn nó đặt tên là mặt trận á, nó gọi mặt trận là mặt trận. Nó kiểu người miền Nam này, dân miền Nam. Thì vâng thưa các khán giả, đó là cái chuyện chúng tôi nói chuyện Mỹ mà nó lại bắt qua cái chuyện Hiệp định Geneva. Nhưng mà cũng có hay là chúng ta sắp sửa tới ngày sinh nhật Bác Hồ tuần tới. Ngày thứ bảy này thì mời Bác Cường nha. Bác Cường nếu được Bác gái đi nữa thì càng tốt.